Chào các bạn, nếu các bạn đang sử dụng smartphone Android và rất là đang chán chường với cái giao diện như thế này và muốn có một cái giao diện như là một chiếc điện thoại bàn phím phổ thông vô cùng cổ điển như là một thời của Nokia, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về làm thế nào để có thể biến một chiếc smartphone Android trở thành một chiếc điện thoại phổ thông đầy quyền năng. Và giờ đây mời tất cả các bạn làm theo mình nhé. Trước tiên các bạn hãy tải cái app này về và mở app này lên, và chúng ta sẽ nhấn vào đồng ý và sau đó chọn để trở thành cái sử dụng cái app đó, và điện thoại chúng ta sẽ biến thành một chiếc điện thoại với bàn phím cổ điển như thế này, với nhiều chức năng giống như là chúng ta nhấn lên trên thì nó sẽ vào là camera, hoặc là nhấn qua bên phải thì nó sẽ vào Google, nhấn vào bên trái thì nó sẽ vào khóa màn hình, hoặc nhấn qua bên kia là nó sẽ vào album ảnh, vô cùng đơn giản. Hoặc là chúng ta nhấn số 1 giữ lâu thì nó sẽ vào TikTok, hoặc là nhấn số 2 sẽ vào FB, hoặc nhấn số 3 sẽ vào ZT. Đó, vô cùng đơn giản và vô cùng tiện lợi ha. Nếu các bạn muốn được một cái giao diện như vậy thì hãy làm theo mình nhé. Rất đơn giản thôi, phải không nào? Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, vui lòng để lại like và comment nhé. Xin thân ái, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau.